Xin chào hết tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày bình an vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã coi chương trình kênh YouTube của Hạnh Bi TV. Quý vị hãy đăng ký, like và share. Cảm ơn rất nhiều. Thank you for watching Hạnh Bi TV. Please like, share and subscribe. Chắc nhiều quý vị nhận ra con này là con gì. Đây là con ve sầu mới nở ra khỏi vỏ. Con ve này nó nằm ở dưới đất từ 13 năm hoặc là 17 năm tùy theo loại, tùy theo giống của con ve. Nó có rất nhiều loại lắm, 13 năm hoặc 17 năm nằm ở dưới đất rồi mới lên thì lột ra khỏi vỏ. Đấy, con này mới lột ra khỏi vỏ nè, chưa có sức bay. Mình may mắn có con ở ngay cái sân đằng sau nhà mình. Khi lên thì kêu cho to giống như bài hát, gọi giống được cái gọi nhau gầy giống. Săn nở xong vùi trứng xuống dưới đất rồi lại chết. Cuộc sống của con ve từ 3 tới 4 tuần thôi, mấy tuần lễ thôi chứ không có lâu lắm. Cicada spin the light in the ground for 13 year or 17 year interval. Depend on the species. This one just come off the shell, not strong enough to fly yet. Is climb up on the tree and make a lot of noise for mating purpose. Like expectancy above ground is around 2 weeks, 3 to 4 weeks, maybe a little longer for mating. After that, the female lay egg underground, then die out. They have a lot of speed, different type of cicada. It's good for eating too. Like Washington State area this year, a lot of come up above ground, maybe millions of them. And they take the tail end part, make it into ice cream and eat. Good eating. Năm nay năm thứ 17 ở vùng Washington DC đó, mấy tiểu bang đó lên nhiều lắm, lên gọi là mấy chục triệu con đó. Nó kêu nhức tai luôn đó. Sau nhiều người ta bắt, người ta bẻ ra, lấy cái đuôi không thôi, người ta xay ra, pha chúng cả rem bán, rất là chạy, ăn rất là ngon. Đó là theo trên TV ta nói thôi, còn cá nhân mình thì chưa có ăn qua nên chưa biết. Quý vị nào uống thuốc bắc thì đã nhận ra cái vỏ con ve đó, người ta dùng cũng là một vị thuốc bắc đó. Hồi còn trẻ đó, thì Lào Miên cùng lứa tuổi mình đó, thì ra bên cây bắt ve. Mình thì bắt ve, mình thì nghe nó kêu chơi cho vui thôi. Còn tụi Lào Miên á, thì nó bắt nó bẻ đầu, nó ăn cái đuôi như kẹo á. Nhưng mình không quen thì mình không dám ăn. Con ve này nó mới nở ra khỏi vỏ, nó rất là yếu, chưa đủ sức để bay à. Nó còn yếu lắm. Thì theo loại, có loại thì 13 năm nó lên, có loại 17 năm. Ven được cũng như là đời con ve sống dưới đất theo kiểu này nè, 17 năm trời đó, hoặc là 13 năm trời. Mới lên thì được có mấy tuần thôi, gầy giống rồi cũng chết. Đời ve sầu quá ngắn ngủi. Cảm ơn quý vị đã coi, xin hẹn lại video kế tiếp. Quý vị đăng ký, like và share. Cảm ơn nhiều nha.